Ngày 11 tháng 9, Công an huyện Vĩnh Cửu cho biết, khoảng 10 giờ ngày 11 tháng 9, xe tải chở rác lưu thông trên đường tỉnh 768. Khi đến xã Tân An, gần khu vực trạm thu phí, thì bất ngờ chạy lấn vào phần đường sát lề, tông xe máy do người mẹ điều khiển chở hai con đi học từ trường về nhà. Hậu quả khiến ba người trên xe máy cùng té xuống đường. Em H, 7 tuổi, học sinh lớp 1, trường tiểu học Tân An, xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu, tử vong tại chỗ.